con mèo bé nhỏ của chị. Hi em, I miss you. I miss you too. I love you. I love you too. Nay kiếm chị cái gì hơn? Hôm nay hả? Hôm nay mục đích em đến đây để muốn nhờ chị tổ chức cho em một buổi họp báo thật là hoành tráng. Họp báo? Về cái gì? Em muốn tổ chức họp báo cho phim Cô Gái Xấu Xí phần 2. Wow, Cô Gái Xấu Xí phần 2. Yes. Trời ơi, chị thích phần 1 lắm luôn đó em. Em biết chị thích em nhờ chị đó. Đúng là em gái của chị. Rồi bây giờ nè, em muốn tổ chức như thế nào? Em muốn tổ chức thật là chuyên nghiệp. Of course. Mọi thứ phải thật là perfect. Okay. Mọi thứ thật là hoành tráng. Uh-huh. Mọi người phải vây quanh em, vây quanh bao quát em, chụp hình em. Ủa em đóng chính trọng hả? No. Em đạo diễn? No way. Em sản xuất? Lý sao là đợi? Ủa vậy chứ ai đóng chính? Người khác. Ai đạo diễn? Anh Nguyễn Phan Quang Bình. Ai sản xuất? Anh Bình luôn. Ủa bọn mình nuôi em hay gì mẹ mạnh tan chi dữ vậy cưng? Ủa sao chị biết vậy? Tính là chị chưa biết luôn. Em mới hỏi chị mới biết luôn đây em. Thực ra anh Bình chỉ là anh trai nương tự của em thôi. Vậy? Anh trai nương tự của em? Thôi anh Bình đó giờ nổi tiếng keo chết. Mẹ em nương tự được cũng hay á nha. Trời ơi em là hay lắm hả? Giữ bí mật cho mẹ. Giữ bí mật á? Yes. Yên tâm đi, cái miệng chị rất kín anh Bình ha. Rồi bây giờ nè, em muốn tổ chức như thế nào? Em muốn ra sao? Em phải nói cho chị nghe để chị sắp xếp cho em chứ. Em muốn hả? Ờ. Em muốn trong buổi họp báo tất cả mọi nơi phải có hình ảnh của em. Từ backdrop, standing, teaser, cái ly, cái tách. Thậm chí là cái ghế ngồi cũng phải có hình em. Bốn bức tường là chị phải vẽ hình em thật là chuyên nghiệp. À, thậm chí là cái trần nhà nha. Khách mời nhìn lên trần nhà là phải thấy hình của em nữa. Teaser, rồi trailer, rồi the door, the chair, the wall. Cái trần luôn. Em ơi tốn kém lắm cưng. Em chi gấp đôi. Cái thảm đỏ có cái mặt em luôn. Người ta đi vô là thấy cái mặt em ngay cái thảm liền. I like it. Ừ, người ta nhìn xuống là em nhìn lên liền em. Oh yeah. Yeah, ai có nè. Về truyền thông nha, truyền thông. Ok, truyền thông. Sao? Em muốn tất cả các mặt báo là phải đăng tin về em. Thậm chí là Facebook này, TikTok này, Instagram này đều phải đăng bài về em. Chị làm được không? Trời. Cái chuyện đó đơn giản lắm em. Công ty chị sáng tạo mà cơn sáng nào chị phải tạo ra những cái mới mẻ hết trơn á. Bây giờ nè, em cần kêu anh trai lương tự của em á gửi hết tư liệu, hình ảnh, bất kể khung hình nào có mặt em đưa đây hết cho chị, sẽ tự cắt ghép ra rồi đẩy lên Hot Trend. Vậy thôi, đơn giản thôi. Gửi cho chị là được rồi, tư liệu của em thôi. Tư liệu hả? Ừ. Chưa có gì chứ. Bộ phim quay chưa mà giờ này em chưa có khung hình hay tư liệu gì cứng. Quay rồi, 99 tập rồi. 99 tập rồi. Rồi dữ hết dài thôi, dữ vậy hả? Đó. Phim bao nhiêu tập lận? 100 tập. 100 tập? Dạ. Yeah. 99 tập em vẫn chưa có khung hình. Chị chê em hả? Không. Cái vai của em như vậy là vai quan trọng đó em. Yeah. Phải là một cái vai nó quan trọng. Nó phải như thế nào đó thì anh Bình mới nhét em vô cái khúc kết phim như vậy được. You got it. Gia chủ chốt. Yes. Anh Bình quá ô quái em. Thật sự luôn, chị ghen tị với em. Em yên tâm. Bây giờ em không có tư liệu đúng không? Chị tạo tư liệu cho em. Em không có content, chị make content cho em. Yên tâm. Thậm chí nha, em thiếu drama chị đẩy scandal cho em. Wow. Yên tâm. Ừ. Chị sẽ thêm mắm dặm muối cho cuộc đời của em giống như chén mắm cầm là cái tắt vô vậy đó. Ngon chưa? Ngon đấy. I know you like it. Bây giờ là về concept đi. Mình bày về concept, mình đẩy cái truyền thông một bên đi nè. Ok, concept. Concept quan trọng đó. Bây giờ nè, em nói em cần cái gì để chị nốt vô. Chị nốt vô đi ha. Ok. Em muốn concept phải thật là hiện đại. Ok. Hiện đại, tổ chức ở Bitexco đi. Không khí hiện đại. Không, nhưng mà vẫn phải truyền thống nha. Ok, backdrop chị làm cho em chùa một cột với bức tử giám nha. A dress code đi. Dress code đi. Ok,
dress code là em muốn mọi người phải thật là sexy, gợi cảm. À, anh chị nhà báo cũng phải mặc sexy nhỉ? phải hở hang. Ok, dress code hở hang chiếu giải. À nhưng mà không được gợi cảm hơn em. Em phải gợi cảm đấy. Mặc gì mặc cũng sẽ đẹp hơn nó là được. À gì? À không, muốn mặc gì mặc miễn sao đừng đẹp hơn Minh Khuê với chị là được. Yes. Đúng rồi. Quá đẹp. I got it. I know you like it. Yeah. Em cứ về đi, chị sẽ soạn thẳng một bản kế hoạch chị gửi qua cho em. Bữa đó nha, em chỉ cần lộng lẫy em lên tỏa sáng thôi em. Perfect. Ok, perfect. Em về đây nha. Ừ, về đi cưng. À, hả? Chị cần nhớ nha. Nhớ gì? Mọi thứ phải thật là hoành tráng. Ok. Mọi người thì phải vây quanh em, khao khát em, chụp hình em. Ok, yeah. I love you. I love you too. Ok, em bye bye. Em về em, thật em. Em về đi em. Cảm ơn em. Ôi, em thật là dễ thương. I miss you. Em bệnh bị điên hay gì em bao nuôi con này rồi. À quên. I love you. I love you baby. Mwah. Trời ơi, đầu tháng mà gặp khách hàng kiểu này tan tay nguyên một tháng. Rồi nhân viên của tôi đâu hết rồi. Mình ăn một cái bánh nhét hạn thôi mà. Ê, anh làm gì đấy? Gì vậy? Cái gì? Tôi đến trước, không phải được có trước. Em nhìn lại đi. Tay anh đâu trước? Này, tại sao cả ngày không đi vệ sinh mà lúc tôi đi vệ sinh anh lại đi vệ sinh hả? Cũng tại em, cái bánh hết hạn còn chia sẻ với anh chị không biết nữa. Anh hỏi nhá. Cái tay. Cái chân. Xin lỗi nha Thái Quyên. Ê, này, này, này. Anh là đàn ông, anh không biết nhiều phụ nữ á. Ồ, phụ nữ như vậy á hả? Tiền sao? Đi ra, đi ra, đi ra. Cái thằng tóc dài này. Ê, con dán kìa. Cái này mới là phụ nữ nè. Này, 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 Minh. Tôi nhường anh đấy, nhưng mà trước khi anh vào, tôi muốn thổ lộ là... Cái gì vậy? Tôi... Hả? Tôi... Chết đi! Đi ra! Trời ơi, con kéo nhà này! Alo, bảo vệ á? Bảo vệ ơi, không có tên Trần Thái, không có tên Trần Thái. Vô trách nhiệm, thiếu kỷ luật. Công ty gì đâu mà giỡn mày đi làm chân vậy? Mọi người nghỉ làm hết rồi giúp ạ. Ờ. Hả? Sao mọi người nghỉ làm? Tôi không biết. Ủa rồi đang làm cái gì vậy fan? Tôi đang dọn đồ. Ôi, rồi sao dọn đồ? Đồ để về quê. Còn sao về quê? Tôi nghỉ làm mà. Sao nghỉ làm? Khi mọi người nghỉ thì tôi nghỉ thôi. Mọi người nghỉ tôi. Nếu như vậy tôi cũng nghỉ luôn. Tôi nói thiệt với fan nha, tôi quế công ty này lắm rồi đó. Công ty gì đâu mà hả, không có trả lương mà nó đúng với lại công sức anh em bảo vệ mình bỏ ra gì hết trơn à. Cho nên bây giờ là tôi quyết định là tôi sẽ nghỉ việc. Bây giờ fan nghỉ đi rồi tôi nghỉ. Anh em mình đi kiếm một cái công ty nào mà vì nhẹ lương cao. Tuần làm 4 ngày, ngày làm 4 tiếng, tháng lãnh 4 triệu. Kiếm ở đâu ra việc đó hả? Trong mơ của ba. Còn thế là không có hả? Đâu có được, không làm mà đòi ăn. Trên đời không có cái gì mà tự rớt xuống cho ông hết trơn. Trừ hai thứ à. Cái gì hả? Một là nước mưa, hai là chiếc chim. Lựa nào? Không lựa cái nào hết. Rồi giờ dọn đồ đi, lát vô buổi đi dọn luôn. Trúng số. Không. Làm gì vậy? Dọn đồ ra. Ủa mắc gì dọn đồ ra? Để đi làm việc. Ủa mắc gì làm gì? Thì tôi làm lại mà. Ủa mắc gì làm lại? Mọi người làm lại, nên là tôi làm lại thôi.
Thế ông không đọc tin nhắn trong trong nhóm chat của nhân viên công ty à? Mọi người ở lại làm hết đó. Tao nói thiệt với mày nha fan. Sao? Mày là một cái thằng đàn ông mà người ta gọi là yếu mềm. Một cái thằng đàn ông mà nhu nhược. Cái thằng mà không có chính khí, không có kiên định. Mày là một cái thằng mà người ta gọi là rất rất là yếu. Nói thế tức là ông nghỉ làm thật hả? Trời, tôi mà. Tôi đương nhiên. Chắc tôi cũng ở lại chứ. Phán động cười. Vô giọng. Tay đúng tay. Để tao đi tắt cái đèn đã xong rồi mình đi dọn ha. Đi lẹ đó. Mình Hi, xin chào mọi người. Hello mọi người. Hi. Chị Mi. Chị biết tụi đang làm gì không? Làm gì? Trong giờ làm việc mà nghi dám bán hàng online đấy. Bán hàng online? Bán cái bộ này hả? Bộ đồ chi túi này. Đúng rồi, đất rai sao vậy? Hai người sai vậy? Bán hàng mua. Trời ơi, anh nhầm. Tôi nghĩ là bộ này rất là nhiều người mua. Đúng vậy. Mà mua làm gì trời? Thì mua chi Halloween. Mỗi tháng tư rồi em ơi. Thì roleplay. Roleplay. Roleplay là gì ạ? Nó là một cái kiểu trò chơi hóa trang xem. Em đừng để tâm quá nha, được không? Như thế này này, như kiểu là một cặp đôi á, thì là người này hóa trang thành cái vật này mà người kia lại hóa trang thành cái vật kia. Nhưng mà hóa trang xong rồi thì làm gì tiếp ạ? Nó làm qua đây, em qua đây. Chị để sáng tạo trong tình yêu chứ sao nữa em? Sáng tạo? Ừ. Giờ em tưởng tượng nha. Trong một mối tình đẹp, một mối tình thật lòng và mối tình đã đơm hoa kết trái và đạt đến mức độ thăng hoa trong tình yêu, thì mà thăng hoa hoài một kiểu chán không? Chán không? Quá chán. Thôi bây giờ ví dụ vài cho em dễ hình dung nè. Một cặp đôi đang yêu nhau, đang trong một căn penthouse vào lúc 11 giờ đêm, đang nằm trên ghế sofa và nhìn qua cái hướng mà mặt cửa kính, full mặt kính ở ngoài trời, mưa lát. Lãng mạn không? Lãng mạn. Nhưng mà bây giờ mình thăng hoa theo kiểu cũ chán không? Chán. Nên bây giờ nè, đổi xíu nè. Chàng trai, trời áo đây. Đâu rồi? Ôi. Cẩm phải đồ chết chú vô. Cô gái, bầm phải đồ chết chú vô. Ừ, không cần hiểu đâu, có phải là không ai mua cái bộ đồ của chú này hóa trang roleplay hết nhỉ? Có chứ. Phải có mới làm ăn được chị. Đúng. Em ăn cơm đi sống mà chị. Mà chị nghĩ cũng không bán được mấy đâu. 12 triệu một tháng. Đó là ngày thường đó nha. Còn vào những dịp lễ em lời 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu là chuyện bình thường. Hiểu không? Ngoài cái chuối ra, shop của em còn có cả trái bưởi, trái nhãn, trái lê, trái đào, nguyên một dừa trái cây luôn, tha hồ lửa. Còn em thì tha hồ lười. Vậy có trái sầu riêng nữa. Em chưa gặp được khách hàng nào táo bạo với anh, nhưng đó lại là một idea trái sầu riêng chấm. Tôi chẳng có học anh nha. Hello mọi người. Bữa nay shop của Tú đó là có bán cái sầu riêng đó nha mọi người ơi. Các anh ơi, đây là đầu tiên em livestream, các anh có muốn mua trái chuối của em không? Mấy chị ơi, bên em chuẩn bị nhập sĩ về một lô hàng bộ đồ sầu riêng cho mấy chị thích gai nha. Cái gì? Cởi hả? Thôi ngại chết thì được, nhưng mà thôi để em mặc vào rồi em lại cởi ra cho anh coi nha. Ôi. Gì vậy? Gì? Bán hàng làm sao? Cạnh tranh gì kỳ vậy? Chiêu trò. Nè, bây giờ nói hai người biết nha. Hai người định cạnh tranh với em đúng không? Cạnh tranh thì tôi bán hàng của tôi thì liên quan gì đến miếng của ấy? Bán cái bán này. Chứ đâu có phát cái trái chuối đó thì chị bán em mà cứ phát đi. Không được. Đưa đi.
đi bà. Ê, bay 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 bay. Sao hả? Sao hả? Tôi mới có một sáng kiến mới về. Sáng kiến gì hả? Biết cái này là cái gì không? Cái hũ. À, thông minh quá ta. Biết cái hũ này là hũ gì không? Không. Đó, ngụt vậy mới làm gấu. Cái hũ này á là hũ quỷ. Quỷ á hả? Má quỷ á hả? Tái đầu chứ ma quỷ. Quỷ này là quý á, quý á. À, đó. Mà cái quỷ này làm gì không? Anh em mình bảo vệ mà, bảo vệ bảo chị mà. Bây giờ mình giữ xe thì lỡ mà có xui cái mình làm mất cái xe nào cũng lấy tiền trong cái quỷ này ra mình đền cho người ta. Đúng không? Thông minh không? Thông minh không? Ừ, mà cái quỷ thì người ta làm gì? Người ta sẽ bỏ tiền vô chứ. Bỏ tiền vô nó mới là cái quỷ, không phải là cái hũ không mà. Cấp tiền vô, cấp tiền vô. Cấp tiền vô, cấp tiền vô. Ơ. Vô vô, nhanh nhanh nhanh. Yeah. Đó, thấy chưa? Góp vô như vậy là nó có tiền rồi đó, cái quỷ. Mà cái quỷ này không phải quỷ bình thường nha. Nó là một cái quỷ vì tương lai luôn. Ồ. Vì tương lai. Vì tương lai là sao hả? Kia. Ủa, tương lai mình là cái bóng đèn đó hả? Không có, ý tôi là tương lai của mình nó sáng mà nó chói như cái bóng đèn vậy. Ghê không? À. Không? Vậy ha. Rồi thôi này, sửa đi. Rồi tôi đi á, bye nha. Ủa, quỷ đâu? Quỷ gì? Tiền mới đóng á. Nãy tôi mới cầm lên tôi khoe chứ tôi có ai góp tiền tôi đâu mà. Ủa nãy mới góp hai cho mình mới bỏ tiền vào mà. Ý fan nói như vậy là fan nói tôi lấy tiền của fan á hả? Hả? Bây giờ nha, nó có sách mắt có chứng nè. Mấy anh chị nhà báo, nãy giờ mấy anh chị có thấy em lấy tiền của nó không? Đó. Đó. Chị nó có mà. Đó. Mấy anh chị giỡn á, bữa nay 1/4 mà. Mấy anh chị giỡn á, chứ tôi không có lấy đồng bạc đâu đó. Bây giờ nha. Đứng trước fan tôi hề nè. Tôi cứ hề là tôi mà lấy tiền của fan hả? Cái đèn này tắt cái bụng. Ủa cái đèn tắt cái bụng rồi hả? Biết rồi, mai thấy rồi. Của tôi rồi, thấy gì đâu. Thấy mà đã tôi rồi. Đâu cô đâu. Yeah, và đó chính là lời chào đến từ cái cuộc thi với tất cả anh chị chúng ta ngày hôm nay. Chào hôm nay thật là lớn không ạ? Chào hôm nay ngày đến với chương trình này. Và xin được giới thiệu, em tên là Trung Cốc Phim. Và ngày hôm nay chúng rất là vui khi được đồng hành cùng với cả nhà của chúng ta. Wow, hôm nay mọi người đến rất là đông đủ đúng không ạ? Cảm ơn mọi người. Tại vì sao ạ? Mọi người không xem ghé mời ngày hôm nay là một trò đùa. Dạ, hôm nay là ngày 1/4. Dạ, em hiểu rằng là khi đến với ngày hôm nay, khi chúng ta mở mắt dậy, rất nhiều cái nghi ngờ. Dạ, đặc biệt là khi chúng ta đến đây. À, đúng không ạ? Sáng giờ cho Trung hỏi là chúng ta đã bị lừa chứ ạ? Ai đã bị lừa rồi? Giơ tay lên. Wow, chỉ có một người thôi. Một chú chim nhỏ bé bên kia thôi. À, những ai chưa bị lừa, giơ tay lên ạ. Giơ tay lên ạ. À, dạ, cứ giơ tay lên ạ. Dạ. Còn những người còn lại là sao ạ? Là sao ạ? Dạ. Là sao ạ? Dạ, có một cái sự mâu thuẫn nhẹ. Những ai mà chúng ta chưa bị lừa thì hãy giơ một tràng tay thật lớn vậy chúng ta đi ạ. Bởi vì nghe bây giờ chúng ta sẽ bị. Hôm nay mọi người chúng ta đến đây, chúng ta nghe nói là sẽ được ra mắt một bộ sitcom là gì ạ? Dạ, cô gái xấu xí. Phần 2 đúng không ạ? Cô gái xấu xí đó chính là cô gái đang lừa chúng ta. Khi nghe tới đây thì em thấy mọi người đang cũng hoang mang. Y chang gương mặt của em lúc em nhận được cái bản cái chương trình. Nhưng mà em không bị lừa vào ngày 1/4. Em bị lừa vào ngày 31/3. Nó còn kinh khủng hơn cả nhà này. Và cái lừa đầu tiên đến với ngày hôm nay, đó chính là ngày hôm nay không phải là buổi ra mắt của phim Cô gái xấu xí phần 2, mà là ra mắt của bộ sitcom mang tên là gì ạ? Một tràng pháo tay, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón người sitcom nhỏ to chú văn phòng. Dương luôn mặt ở đây nói chắc vui. Hy vọng rằng là với trò đùa nho nhỏ này thì nó cũng đã mang đến một vài điều vui vẻ hoặc không đến từ tất cả mọi người ở đây. Nhưng mà hy vọng rằng từ thời điểm này trở đi thì chúng ta sẽ cùng nhau biết thêm về một bộ phim, một bộ sitcom mới sẽ được ra mắt, đó chính là Nhỏ To Chúng Không Không. Và ngay bây giờ một lần nữa chúng tôi sẽ được giới thiệu thay tiếp những bạn diễn viên trong bộ sitcom chúng ta chào đây thật lớn ạ. Yeah. 22 do công ty PHD sản xuất.
Đây cũng là một buổi họp báo để có thể kỷ niệm 25 năm thành lập của công ty VHD. Và vì thế một lần nữa dành cảm ơn thật lớn của VHD đúng không ạ? Sẵn tiện cũng thông tin thêm cho tất cả các anh chị, ngày hôm nay chúng ta là những người cuối cùng có mặt trong rạp VHD ở Vitexpo này. Thì qua lần sau chúng tôi không có rạp VHD này nữa. Dạ, nên hãy lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp của ngày hôm nay nhé. Dạ, đây là nói thiệt. Dạ, đây là nói thiệt duy nhất của em ngày nay. Dạ. Và mỗi tập phim của chúng ta sẽ kéo dài từ 22 đến 25 phút. Và mùa 1 của chúng ta sẽ có 36 tập. Và bộ phim sẽ là sản phẩm của Danet. Các bạn có thể xem trên trực tuyến công ty VHD, hoặc chúng ta có thể theo dõi trên kênh của các cộng, theo dõi trên Danet. Yeah. Và đại diện của đoàn phim thì ngay bây giờ thì Trung xin được giới thiệu cũng như là gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả các anh chị phóng viên báo đài đã có mặt trong ngày hôm nay. Và bên cạnh đó, đó chính là những nhà tài trợ, những khách mời cũng đang có mặt. Chúng tôi xin được giới thiệu sự hiện diện của ông Phan Việt, là giám đốc khu vực phía nam của Venus Secret. Rồi, chào mừng lớn gì cho tất cả chúng ta đúng không ạ? Yeah. Cảm ơn. Chị thấy ở đây có rất nhiều anh chị em phóng viên nhau chào đón ekip của viên, bên cạnh diễn viên thì chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi đạo diễn của chúng ta, đó chính là anh Vinh cũng như là anh Dương, một tràng pháo tay thật lớn ạ. Sợ hôm nay nói cái gì người ta cũng nói là lừa, nhưng bây giờ nói thật không biết là mọi người có nghĩ là mình lừa hay không. Dạ. Yeah. Dạ. Thì trước tiên là cũng rất là cảm ơn các anh chị báo chí đã có dành một chút thời gian và xin vì ngày mùng hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, cho nên là nó có những cái chuyện mà mình đùa một cách nó vui vẻ. Nếu như mà nó có cái gì mà nó không, anh chị mà cảm thấy là nó hơi quá thì cũng sẽ bỏ qua cho đoàn phim, bởi vì hôm nay là cái ngày chúng ta sẽ ra mắt cái series mới. Thì thực sự ra là VHD cũng đã sản xuất rất là nhiều những cái bộ phim sitcom, những cô gái xấu xí, rồi những cái sitcom khác. Thế tuy nhiên là sau cái mùa dịch và sau tất cả những cái, và sau 25 năm mà VHD đã làm phim, thì cũng muốn là quay trở lại với cả một cái sitcom con mà giải tập. Và cũng cái bộ sitcom này sẽ được phát đồng hành cùng cả Netflix, các cộng và cái trên hạ tầng của Danet. Và hy vọng là sẽ cái bộ phim này có thể ngoài cái việc là chinh phục khán giả của Việt Nam, thì cũng hy vọng là sẽ được giới thiệu các cái khán giả nước ngoài, và nhất là các khu vực Mỹ. Trời, cảm ơn. Xin cảm ơn và yêu như thế nào. Lần đầu tiên em thấy có rất là nhiều không vỗ tay. Dạ. Yêu buồn thôi. Dạ. Không sao, chúng ta sẽ cùng chữa lỗi bằng cách là cái bộ sitcom này ra. Hy vọng sẽ mang đến là nhiều tiếng cười cho mọi người. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với lại các diễn viên, những người đã góp mặt trong bộ sitcom. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một người sếp. Dạ. Khi mà vô văn phòng, câu chuyện chúng ta sẽ cùng thấy một hình ảnh của một người sếp. Dạ. Một chút gì đó kích chì. Dạ. Khó chịu, khó ăn. Dạ. Trong diễn thôi, trong vai diễn thôi, chứ ở ngoài thì rất là dễ thương, nết na thùy mị nè nhã. Dạ. Không ai khác đó chính là Thạch Thảo. Chào ở đây cho Thạch Thảo. Cho mình hỏi Thạch Thảo, Thạch Thảo đã đi làm văn phòng chưa nhỉ? Thật ra là em cũng có thời gian em làm một cái chút gì đó liên quan tới văn phòng, là em thù công việc văn phòng lắm. Dạ. Thật sự ở đây em nói thật với mấy anh chị nhà báo là em rất nể những người làm văn phòng và ở trong văn phòng suốt ngày, có thể là từ 9 giờ sáng đúng không? 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều một ngày. Em cảm thấy đó là một cái động lực, em cảm thấy là một cái điều rất là to lớn với em. Tại vì bản thân em á, em chỉ cần ngồi yên cỡ chừng 30 phút thôi là em cọc rồi. Em rất cọc luôn. Mà mọi người có thể ngồi cả ngày, và một tuần là 6 đến 7 ngày như vậy, một tháng là cũng phải 20 mấy ngày. Em thật sự là em rất là trân trọng những người nhân viên, công chức văn phòng thật sự luôn. Yeah. Và sau khi diễn một phim này càng trân trọng hơn, tại vì thật sự nó cọc thiệt. Chứ nó cọc vẫn chơi mọi người ơi. Nhưng mà tại sao mình có thể diễn được cái vai sếp nữ trong khi mình chưa bao giờ là sếp? Ủa sao anh biết em chưa bao giờ là sếp? Dạ, thầy nãy mình chỉ làm nhân viên văn phòng thôi. Đúng rồi, em chưa làm, có nghĩa là em chưa làm nhân viên văn phòng thôi. Mà làm sếp thì có làm rồi. Oh wow, vậy là mình lên thẳng sếp luôn. Đúng rồi. Dạ.
Rồi, ủa chứ mình là sếp mà chứ đâu giải qua cái việc nhân viên văn phòng thôi chứ sếp lại không có làm. À dạ. Đúng dạ, rồi. Nhân viên nương tựa, dạ, vô đúng thẳng rồi. Luôn sếp luôn. Đúng à, rồi. Dạ. Em có làm sếp thì cái công việc sếp á, thật ra mà nói là em không có kinh nghiệm nhiều mặc dù có làm rồi. Dạ, nó hơi mâu thuẫn chút xíu, mọi người thông cảm. Không dạ. Phải mọi người nên dạ. Mọi người nên biết nè, mặc dù là mình làm sếp nhưng mà mọi người cái dù công việc đó mình đã làm qua rồi nhưng mà chưa chắc là mình có kinh nghiệm đúng không? Ok, không nên thảo thấy là có rất nhiều kinh nghiệm rồi. Mọi người chúng ta xem phim sitcom mọi người sẽ thấy được kinh nghiệm thì như thế nào. Chính xác, kinh nghiệm quay mà lấy tên Bình không à. Thật sự lên thấy mình làm sếp sao lại giai diễn em đi chơi vậy đó. Ok, dạ chúng ta có thêm một cái để soi nữa trong cái sitcom đó mà. Đúng rồi. Thì cảm ơn Thịnh Thảo. À, tiếp theo thì xin xin hỏi Thùy Anh nè. Chị Nguyễn Thùy Anh, được biết là bạn cũng rất là bận rộn với những bộ phim điện ảnh. À thì không biết cái gì dạ, không có rất là nhiều bạn nhỏ muốn đặt câu hỏi. thì không biết là cái động lực nào thúc đẩy để các bạn có thể nhận lời tham gia vào sitcom này. Xin chào tất cả mọi người ạ. Để trả lời câu hỏi này thì nhân ngày 8 tháng 4 thì em xin trả lời rất là thành thật là thực ra thì 2 năm vừa qua thì 2 năm dịch rất là căng và em nghĩ rằng đây là một bộ phim có thể khiến cho cái lương tháng của em được ổn định. Vậy nên là em nhận thì không nhưng mà cái đấy là em cũng nói đùa cũng một phần nhỏ thôi. Còn thật ra thì bộ phim này thì đến từ một nhà sản xuất rất là nổi tiếng đó chính là VHD cũng như là đạo diễn thì là anh Bình và anh Dương. Thì em nghĩ rằng tại sao mà mình không tham gia một bộ phim có thể khiến cho cái kỹ năng, cái kinh nghiệm của mình nó phát triển hơn. Còn một phần nữa là khi mà em mới vào Sài Gòn thì em không hề bắt được miếng của mọi người, em không hiểu từ miếng là gì luôn. Thì sau một vài năm lăn lộn ở Sài Gòn thì em đã tự tin rằng khi là đến một bộ phim sitcom mang yếu tố hài hước thì mình có thể cong miếng nhẹ, mình có thể đáp miếng nhẹ. Thì nên là em nghĩ rằng là khi mà tham gia bộ phim này thì em sẽ có thể nâng cao cái độ hài hước của em lên. Xin cảm ơn. Ok, một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng xem sitcom và chúng ta sẽ cùng thấy được sự hài hước của Thùy Anh ha. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một anh chàng rất điển trai. Đó, con. Dạ. 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 Xin mời cho em vô trong này xíu. Dạ. Dạ, dạ, không phiền. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Xin một chàng bó tay cho Marado được không ạ? Thì cái này không phải là lời nhắn của MC. Đây là một lời nhắn của một độc giả. Dạ. Cái lời nhắn này nó khá là độc. Dạ. Nó thật luôn. Dạ, không giả luôn. Dạ. Thấy Marado rất đẹp trai. Vâng. Nhưng mà diễn hơi nhạt. Mặt hơi đơn. Thì không biết là bạn thấy nhận định này như thế nào? Lời đầu tiên thì cho tôi gửi lời chào đến toàn thể anh chị và các bạn có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Và tôi chân thành cảm ơn với lại bạn đọc giả vì đã hỏi một câu hỏi khá là hay và khá là thú vị. Và cảm ơn bạn nói là khen cô nhưng mà bạn nói đúng thiệt. Hả? Không. Yeah. Ý là đúng về mặt đẹp trai đúng không? Dạ. Ý là đối với em thì bình thường thôi, còn đẹp hay không là tùy mắt của mỗi người nữa. Còn về cái sự nhạt hay mặn thì em nói thiệt nha, cái này nói thì không nói đùa gì hết, lộn mặt là em nhạt thêm. Em rất là nhạt, cho nên khi mà vô phim mà may mắn cho em một cái là nhân vật này trong phim cũng rất là nhạt. Nên thôi khi mình diễn có vô tình nhạt quá thì nó cũng đúng với lại nhân vật. Vô tình nhạt ai luôn á, vô tình nhạt ai luôn. Ở đây chắc nhạc thì cũng có thể là lên xuôi thì cũng hợp vị với một vài người nào đó. Chúng ta thì không thể làm ai ăn mặn quá. Dạ, vâng. Nhưng mà thật ra một lát nữa thì chúng ta sẽ biết là nhạc nó đúng hay không. Dạ, tại vì lát chúng ta chưa có sitcom rồi đúng không? Nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể có một cái niềm tin rằng vai diễn của Marado trong cái sitcom này sẽ mang lại một cái làn gió mới. Nếu như mọi người cũng tin như vậy thì cho một tràng pháo tay. Dạ. Cảm ơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần phỏng vấn với lại Thùy Dương và Minh Khánh. Dạ, Thùy Dương, Minh Khánh. Dạ. Không, nó lộn rồi. Dạ, không phải. Dạ. Bạn này lát nữa mình phỏng vấn sau. Thùy Dương lần đầu tiên em tham gia một phim này cũng như là anh biết là em rất là ít khi đóng sitcom. Cảm giác của em như thế nào? Xin chào mọi người, em tên là Thùy Dương. Em
Dạ đúng vậy, rất ít khi là vì em xin lỗi mọi người ạ, tại vì thật sự thì đây là lần đầu tiên em không phải ai làm. Đây là lần thứ hai em công chiếu phim mà thật sự là em vẫn run như lần đầu tiên ạ. Em vẫn cảm giác kiểu là mình không phải diễn viên mà mình đã đứng đây. Đúng chỗ này cho sự đỡ hơn chưa? Đỡ hơn đúng không? Cũng chưa đỡ lắm. Cảm xúc bây giờ là như thế nào khi mình công chiếu bộ phim thứ hai này? Thật ra thì trước đây em đã từng đóng phim điện ảnh rồi ạ. Em cũng đã từng có quay một số phim độc lập rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên em được quay một bộ phim sitcom mà nghe chừng là nó sẽ rất là sáng hơi ạ. Thì nói thật là trước giờ các cái vai mà em hay đóng ở các phim khác thì nó hơi thơ thẩn, nó hơi kiểu buồn sầu một xíu, tức là trông nó rất là có kiểu hơi nàng thơ một xíu ạ. Có thể người này người không tin, nhưng mà đến cái phim sitcom này thì thật sự là em được diễn gọi là phải đến cả hàng trăm hàng ngàn cái biểu cảm rồi, được anh mình chỉ cho. Anh mình không chỉ là diễn viên mà anh còn là thầy giáo về diễn xuất nữa. Anh đã chỉ cho em rất là nhiều mánh như là phải làm thế nào để có thể phát triển được nhiều cung bậc cảm xúc thật tốt, và làm thế nào để mình bớt đơ thì mình bớt cứng như mình bớt mất cái kiểu điện ảnh như thế. Em thật sự là em đã học rất nhiều từ các bạn diễn và từ anh mình ạ. Cảm ơn chị Dương. Phan Minh Khánh, dây diễn ở trong sitcom này giống bạn bao nhiêu phần trăm? Nếu mà cho Tâm Trang trên một cái thang điểm 10. Dạ, trên thang điểm 10 thì em nghĩ là vai diễn Minh Tú ở trong sitcom này giống với em là tới 90%. 90%? Dạ. Còn 10% còn lại là? Dạ, 10% còn lại là Minh Tú rất là thích Lê Minh, còn em thì không. Em thì không, em rất là sợ Lê Minh. Ngoài ra thì cái cảm xúc của em khi mà mình tham gia buổi sitcom này như thế nào, có thể chia sẻ được không? Em xin chào quý anh chị có đang có mặt ở đây. Thì lần đầu tiên em được đứng ở đây thì em cảm thấy rất là hồi hộp và run rẩy á. Thì cái vai diễn này đối với em nó là một cái giống như là một cái bước ngoặt trong cái sự nghiệp của em gì đó. Đó, khi mà em đi cast vai này á, lần đầu tiên em lên đó thì cái anh Huy gặp em thì anh Huy kêu vô cắt cái này đi, sau rồi anh đưa em cái tờ giấy lý lịch nhân vật, rồi em đọc vô trong đó thì em thấy là nó giống như em gì đó đó, thì em nghĩ là mình sẽ có thể làm được, và rất là may mắn khi mà anh đậu được cái vai diễn này. Thì khi mà diễn cái vai này thì trong quá trình quay á, em cảm giác rất là áp lực, tại vì em xuất thân từ một diễn viên sân khấu mà đứng trước máy quay thì cái nét diễn của em hơi bị over các bạn một xíu. Cho nên trong quá trình quay là em phải vừa nén mình lại, vừa phải control mình lại, mà vừa phải học hỏi từ mấy bạn từ cái nét diễn điện ảnh, rồi vừa phải chăm miếng, dặm miếng. Thì em cũng rất là cảm ơn anh Bình, vì anh Bình đã quá nhiều cảm xúc đúng không ạ? Vì anh Bình đã em không ép được luôn, giống như là ảnh control em lại á, tại vì em rất là bung anh Bình đang sẽ nói là bỏ cái này đi em. Ok, cảm ơn em. Hy vọng là như em nói, mang lại cho em rất là nhiều cái trải nghiệm mới và diễn xuất. Xin cảm ơn em, và chúng ta đến với hai chàng trai cuối cùng của bộ phim. Anh ấy là nhân vật underground. Anh ấy làm việc ở tầng B2. Rồi, xin mời hai chàng trai của chúng ta. Rồi. Hai nhân vật diễn mà nãy giờ không ai thấy như vậy, ngồi đuốc bên kia. Cảm xúc của bạn khi vào vai này là như thế nào? Nó có khác nhiều so với những cái vai trước mà bạn đã nhận không? Như em có đúng không? Đúng vậy. Trước hết là cho em xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị báo chí và mọi người. Em xin tự giới thiệu lại, em tên là Quang Phúc Toàn, còn đây là anh Khương Hưng. Thì cảm xúc của tụi em khi mà được nhận cái vai diễn này thì thực sự là rất là vui, rất là hạnh phúc. Anh vui không? Có. Anh cũng vui. Và về cái nhân vật trong cái phim này á, thì đối với của em thiếu đi, nhân vật của em là Hùng Dũng, là một anh bảo vệ của công ty. Thì cái nhân vật này nó rất là khác với em ở ngoài đời, hầu như là khác hoàn toàn luôn. Tại vì trong phim này thì cái anh Hùng Dũng này ảnh là một cái người rất là điếm nè, rất là xấu tính, vô duyên nè, tào lao. Không hoàn toàn, không giống với con người hoàn hảo của em ở ngoài đời. Cho nên là khi mà nhận cái vai diễn này thì cũng có chút xíu sự áp lực, để là mình phải hóa thành một cái gì đó mà mình không có cái nền tảng đó luôn. Phải quan sát, phải học hỏi từ các anh chị, những người khuyên, rồi mình xây dựng cái nhân vật đó.
Xin cảm ơn Toàn. Hưng thì như thế nào ta? Dạ, thật ra thì Hưng nếu mà nói việc Hưng cảm thấy khi mà Hưng gặp anh Bình và được làm việc với anh Bình thì Hưng kiểu là Hưng tìm được tình yêu của đời mình. Và Hưng có cảm giác thì anh Bình sẽ giúp cho Hưng thăng hoa trong tình yêu. Bên cạnh đó cũng còn một anh cho em thăng hoa lên cương. Rồi, em hiểu không? Rồi, ok, cảm ơn bạn. Rồi, không phải đâu. Và đó chính là ekip và những bạn diễn viên của Nhỏ To, Chú Văn Phòng. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng theo dõi bộ phim. Và trước khi chúng ta đến với sitcom tập thứ 7 thì chúng tôi cũng xin được mời chị Bích Thành, Phó Chủ tịch BHD, chúng ta sẽ có những cái lời chia sẻ đầu tiên. Xin được mời chị Bích Thành một trọng đại thật lớn. Thứ hai là em xin cảm ơn câu hỏi của chị, cảm ơn Phó Giật Trí. Thì mọi người quan tâm đến em thì cũng có biết rằng là thời gian vừa rồi, cách đây 2016 thì mẹ em qua đời. Thì đấy là cái biến cố mà khiến cho em muốn dừng lại tất cả mọi chuyện, em không có cảm xúc để em làm cái thứ gì nữa. Thì cái thời điểm đó thì em nghĩ rằng là em không còn đam mê gì với nghệ thuật nữa và em nghĩ rằng em cũng đã không còn duyên nữa rồi. Chính vì thế mà em đã tạm thời, em đã nghĩ là em sẽ dừng lại và em thử tất cả những công việc mà em chưa bao giờ được thử, thậm chí cả công việc văn phòng. Chính vì thế ngày hôm nay khi mà xem bộ phim này cũng như là được trải nghiệm đóng vai cameo ở trong này thì em cũng thấy được rằng là em hiểu được rằng là cái không khí, những cái khó khăn hay những cái thú vị ở trong công việc văn phòng như thế nào. Thì qua cái thời điểm mà em thử tất cả những công việc thì em đều không cảm nhận được hạnh phúc, dù là em dành tất cả 100% cái tình yêu của mình vào công việc, mình không đặt cái lợi ích lên trên đầu mà mình đặt là mình làm công việc gì này á, mình đem lại được cái giá trị gì cho mọi người. Thì đó là cái cốt lõi của em luôn luôn muốn đem cái giá trị gì đó trong cái công việc của mình làm. Thế nhưng mà khi mà em làm tất cả những công việc đó thì em đều không cảm thấy hạnh phúc. Đến đầu năm nay là 2022 thì cái phát súng đầu tiên đó chính là lời mời của anh Bình dành cho em cho cái vai cameo này. Thì lúc đầu em cũng chỉ nghĩ là em đóng vui thôi, tại vì với BHD thì giống như là ngôi nhà của em, tên tuổi của em có được là nhờ BHD, cho nên là bất cứ khi nào BHD gọi em cũng sẽ đồng ý, không cần biết là cachet là bao nhiêu đấy là đối với BHD. Thế cho nên là, nhưng mà sau khi mà em trải nghiệm cái vai cameo này rồi thì tất cả rất là nhiều cái cơ hội khác đến với em, nó ồ ạt cùng một lúc và em cảm thấy rằng hình như là vũ trụ đang gửi cái tín hiệu gì đó rằng đây mới là cái vị trí mà em nên đứng và đây mới là cái công việc thuộc về em. Và đúng như vậy, khi mà em được làm nghệ thuật, khi mà em được đứng trên sân khấu á, thì ánh mắt của em luôn luôn ánh lên cái niềm hạnh phúc mà em thấy là những cái công việc trước đây em chưa bao giờ có được những cái cảm nhận như thế. Và em hiểu được rằng là mình vẫn còn duyên với nghề, rằng là tổ nghề đang vẫy gọi mình quay trở lại, và em quyết định là em dừng tất cả mọi thứ và em quay trở lại nghệ thuật. Và khi mà em đã quay trở lại với nghệ thuật rồi thì em quyết định rằng nếu như đã không bỏ được, bây giờ quay lại rồi thì phải quay lại cho nó xứng đáng. Khi mà mình trẻ, mình có nhiều cái vấp ngã, mình có cái tôi lớn, mình có nhiều những cái ảo tưởng khi mà có nhiều cơ hội đến với mình. Thì tất cả những cái vấp ngã đó, những cái bài học đó thì mình không thể nào mình bước lên trên nó được. Bây giờ em quay trở lại Sài Gòn lần nữa, giống như là mình nạp tiến lại đó. Nhưng mà mình sẽ hơn với những cái hơn Minh Khuê của trước đây. Có nghĩa là bây giờ mình đã trưởng thành hơn, mình có kinh nghiệm hơn, mình có trải nghiệm hơn, mình có nhiều mối quan hệ hơn. Thì chắc chắn là mình phải mạnh mẽ hơn trước đây. Cho nên là bây giờ em quyết định là em phải chiến thắng bản thân mình phải làm được những điều mà trước đây mình chưa bao giờ dám làm. Em cảm ơn câu hỏi chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị quay lại với cuộc đua. Dạ. Xin mời Phi Anh ạ.
Dạ, em xin phép được trả lời câu hỏi của chị. Thì thực ra là em đã từng đóng những vai diễn thì là một cô bé ngây thơ. Và ai cũng nghĩ là em ngây thơ cho đến khi em đóng vai một cô gái u sầu và luôn cảm thấy tiêu cực với tất cả mọi thứ. Và tất cả mọi người đều nghĩ em là nhân vật đấy cho đến khi gặp em. Và em cũng đã từng đóng những cái vai diễn ác, rất là ác. Và em khiến cho tất cả mọi người ghét em cho đến khi chơi với em một lần nữa. Và em nghĩ rằng là em không hề một mống. Em nghĩ rằng phải chăng là mình phải thực sự thể hiện được cái vai diễn nó có cái tính cách khác nhau như vậy thì người ta mới nhìn mình là nhân vật như vậy. Nhưng mà em thành thật là em chưa bao giờ nghĩ mình là tốt nhất cả, em chưa bao giờ hài lòng với tất cả những gì mình làm. Vậy nên là em luôn nghĩ rằng là mình có thể làm tốt hơn nữa và có thể làm rõ nét nhân vật hơn nữa. Vậy nên là em luôn luôn trong cái quá trình học hỏi, quá trình học tập thêm và trong rồi thêm kinh nghiệm thì em nghĩ rằng là khi mà mình luôn luôn nghĩ rằng mình chưa tốt nhất có thể thì mình sẽ có thể học hỏi thêm được rất là nhiều điều. Dạ, rất xin cảm ơn. Thầy anh muốn chia sẻ vừa rồi rất là chân thành cũng như rất là cảm động đúng không ạ? Qua câu hỏi vừa rồi chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về những diễn viên của chúng ta những tính hồi trải qua. Thì không biết là có anh chị nào chúng ta có câu hỏi đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một câu hỏi cuối cùng nhé. Vì thời gian dành cho rạp chúng ta cũng có giới hạn nên xin mời các anh chị ạ. Xin mời anh chị ạ. Xin chào đoàn làm phim. Mình đến từ báo Gia đình Việt Nam. Khi nãy giờ mình xem tập 7 thì mình cũng chưa hiểu là các bạn có thể cho mình biết là cái bối cảnh của văn phòng này là văn phòng hoạt động về lĩnh vực gì. Thứ hai nữa là cái thông điệp từ cái bộ phim này đưa đến cho độc giả là cái gì? Dạ, xin được cảm ơn câu hỏi của chị. Chắc là câu hỏi này cho em sẽ dừng lại cho anh Vinh. Dạ, xin mời anh Vinh. Thứ nhất là câu hỏi thứ nhất của bạn thì cái văn phòng này một văn phòng về creative là sáng tạo, nhưng mà sau một cái mùa Covid thì nó có đến hàng chục nhân viên nhưng mà chỉ còn có độ 4-5 nhân viên và còn ở lại với văn phòng, và cái người sếp này phải giữ cái văn phòng. Thực ra cái thông điệp ở đây nó chỉ là khi mà làm bộ phim này thì chúng tôi chỉ việc mà mong muốn nhất là mang được cái tiếng cười sau cái mùa Covid. Cũng nói được một cái nỗi lòng của những cái người nhân viên, của những người sếp, bởi vì trước khi tôi đi làm tôi cũng đã từng là nhân viên, tôi cũng từng là sếp. Và ở đây là một cái bộ phim mà nói về cái khía cạnh của hai cái là một cái cuộc đối thoại giữa nhân viên và sếp và những cái vấn đề mà chúng ta đã không nói được ra với nhau, chúng ta đã không làm được với nhau. Thì ở trong cái nhỏ to chốn văn phòng chúng ta sẽ có cái tiếng nói chung. Cái thứ hai nữa là về cái xuyên suốt của bộ phim này, nó là một cái bí mật nhỏ to của văn phòng và nó sẽ được review qua các cái nhân vật ở trong bộ phim. Ở đây thực ra nếu mà nói thì là ở trong một cái bộ phim sitcom thì chúng ta có thể nói là với các bạn diễn viên ở đây sẽ không có một cái vai nào gọi là vai chính xuyên suốt, bởi vì là cứ mỗi một season, mỗi một mùa hoặc là mỗi một tập sẽ có những cái bật mí về cái cuộc đời của cái từng cái nhân vật, và thông qua những cái cuộc đời của nhân vật chúng ta có thể thông hiểu thông cảm với nhau hơn, hiểu nhau hơn và làm cái cuộc sống của mình trở nên đẹp hơn và đáng yêu hơn qua cái nụ cười và thông qua bộ phim. Xin được cảm ơn anh Bình với những chia sẻ vừa rồi. Và chúng ta vẫn có thời gian, nếu như chúng ta không muốn đặt câu hỏi ở đây thì một lát nữa xin được mời tất cả các anh chị chúng ta có thể di chuyển sang khu vực bên ngoài. Chúng tôi đang chuẩn bị tea break buổi tiệc trưa cho tất cả quý anh chị ở đây, chúng ta có thể gặp gỡ từng diễn viên cũng như có những cái câu hỏi cá nhân hơn với hàng như vậy để chúng ta có thể hiểu hơn về cá tính của từng diễn viên cũng như là bộ phim này. Và một lần nữa xin được thay mặt cho bộ phim hơi tối. Mọi người ơi, cái cho anh xin hơn một phút được không? Cho xin một phút cho các chủ nhân chụp sau này phỏng vấn luôn. Đây.
Thảo đứng ở giữa với cả Quay đi. Thảo vào giữa với Quay. Đủ rồi, 8. Rất là đẹp, 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 r